Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe về tỉnh của em Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với mẫu xe Fortuner phiên bản Legender, màu trắng ngọc trai rất là đẹp đang đứng kế bên em Vinh đây. Và chiếc xe này của chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh là bao nhiêu trong tháng 1 của năm 2023 này, cùng với đó là mức khuyến mãi và cái thời gian nhận xe của chiếc xe này chúng ta sẽ phải chờ trong vòng bao nhiêu lâu, thì trong video ngày hôm nay em Vinh sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên gửi tới toàn thể quý anh chị. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và một nút đăng ký kênh để đón xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn, và cùng với em Vinh đón xem hết video này để biết chi tiết hơn về chiếc xe Fortuner phiên bản Legender một cầu máy dầu được lắp ráp tại thị trường Việt Nam của nhà Toyota nha. Đầu tiên, trước khi chúng ta cùng em Vinh bước vào phần giá thì hãy cùng em Vinh đi từ cái phần đầu xe của chiếc xe Fortuner phiên bản Legender này nha. Điểm phải đáng nói đến đầu tiên đó chính là cái cục đèn. Đèn chiếu sáng phía trước của Fortuner Legender được trang bị với bóng đèn bi LED ở đèn chiếu gần và đèn LED phản xạ đa hướng ở đèn chiếu xa, cho ra cái cường độ ánh sáng cao hơn và đẹp hơn rất là nhiều trên cái chiếc xe Fortuner phiên bản Legender này. Đó. Và đèn xi nhan và đèn chiếu sáng ban ngày và cùng với đó là đèn sương mù sẽ được đưa thấp xuống phía dưới đây. Đó. Đèn sương mù của chúng ta sẽ được làm gọn ở trong một cái hốc gió ốp bằng nhựa nên nhám rất là đẹp ở phía bên ngoài, và có một cặp cảm biến góc trước ở đây này, giúp chúng ta di chuyển chiếc xe này một cách dễ dàng hơn với mẫu xe Legender này. Và tiến xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái đèn xi nhan dạng LED chạy rất là đẹp nha quý chị nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, dạng LED chạy. Về tổng thể phần đầu xe thì quý chị thể quan sát được ngay Legender nó được trang bị rất nhiều họa tiết sơn màu đen bóng nha quý chị nha. Nhìn xe chúng ta nó cứng cáp hơn và nó thể thao hơn rất là nhiều trên cái phiên bản của năm 2023 này. Chiếc xe nó rất là đẹp nha quý chị nha. Và trên xe cũng sẽ được trang bị sẵn luôn hệ thống camera 360 độ theo xe luôn nha quý chị nha. Đây, nằm ở đây nha. Đó. Logo thì được dập nổi mạ chrome. Đó là về tổng quan về phần đầu xe của Legender. Nhìn vô cùng cứng cáp luôn trên cái chiếc xe này. Rất là dễ khi chúng ta nhìn được phần đầu xe, đã thấy ngay được cái sự thể thao hầm hố của chiếc xe này. Đó. Còn về phần hông xe thì sao? Hông xe thì phải đầu tiên phải nói tới chứ là cái bộ mâm. Bộ mâm của Fortuner Legender được trang bị với bộ mâm 18 mân là mâm đúc thay xước luôn nha. Rất là đẹp luôn. Đây, quý vị để quan sát trực tiếp trong video em vừa đang quay. Đó, thắng thì sẽ sử dụng thắng đĩa bốn bánh luôn. Đó, rất là đầy đủ nha quý vị nha. Rồi, đó là về phần mâm. Trên đây đường cua lốp được ốp nhựa đen nhám này, có trắng bùn theo xe, có bệ bước chân luôn. Đó, bệ bước chân làm bằng nhựa đen nhám luôn nha. Gương thì sẽ có tích hợp để bảo rẽ dạng LED trên gương, có chỉnh điện gập điện tự động và có luôn hệ thống cam 360 và cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, rất là đầy đủ. Đường chân kiến mạ chrome, đó, tay nắm cửa mạ chrome, tích hợp luôn nút mở cửa thông minh trên tay nắm cửa, nhìn nó rất là đẹp nha quý chị nha. Đây. Đường chân kiến mạ chrome này, cực kỳ đẹp nha quý chị. Đó. Về phần đuôi xe của Fortuner Legender thì được trang bị với cụm đèn thiết kế 3D dạng nổi rất là đẹp này. Đó. Đèn thiết kế 3D dạng nổi này, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Đèn xi nhan phía sau cũng dạng LED chạy luôn. Chiếc Fortuner dập nổi ở trên cái thanh trang trí được sơn màu đen bóng này. Đó. Cánh hướng gió phía sau, anten dạng VK mập, xây kính sau, gạt mưa phía sau, đầy đủ luôn nha. Có cốp điện và đá cốp. Đó. Có đèn sương mù ở phía sau luôn và bốn cảm biến phía sau, bao gồm hai cảm biến lùi và hai cảm biến góc, rất là dễ dàng trong quá trình chúng ta điều khiển xe. Còn về cái phần nội thất thì sao? Chúng ta cùng em Vân di chuyển vào phần nội thất xe. Đầu tiên thì về cái hàng ghế phía trước, với tông màu chủ đạo là màu nâu đỏ và màu đen. Ghế thì ghế da rồi nha quý anh chị nha. Ghế da đường chỉ màu đỏ. Đó, hai tông màu chủ đạo, nâu đỏ và đen. Rất là đẹp nha quý anh chị nha. Cùng em Vinh bước vào khoang nội thất nha. Đây, đây là cái khoang nội thất của chiếc Fortuner phiên bản Legender. Vô lăng thì được bọc da, ốp gỗ mạ bạc 3 chấu. Đó, có lấy chuyển số thể thao cho vô lăng. Đó, màn hình phía trước mặt người lái thì cũng được trang bị màn hình 4.2 inch. Thì khá là đầy đủ những cái thông số kỹ thuật gửi tới người lái trên đây. Đó, màn hình chào khá là ấn tượng nha. Và hai màn hồ cơ thể hiện vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Đó, cực kỳ đầy đủ nha quý anh chị. Đó, gần như tất cả mọi thông số kỹ thuật đều sẽ được báo đến người lái trên cái màn hình này. Lượng nhiên liệu còn lại, bản đồ, các thứ, góc lái đầy đủ hết nha. Đó, hệ thống ga tự động Cruise Control sẽ nằm phía dưới đây. Nút để start up. Đó. Về giải trí thì chúng ta được trang bị 11 loa JBL và một màn hình 9 inch. Đó, rất là đẹp nha. Và hệ thống camera 360 độ cũng sẽ được tích hợp luôn ở trên đây nha quý vị nha. Đó, cho chúng ta một cái thao tác dễ dàng hơn. Và với hệ thống 11 loa JBL cho chúng ta chất lượng âm thanh khá là tuyệt vời.
Thêm cái nữa thì chúng ta sẽ được trang bị những cái hệ thống giải trí khác như là cân bằng điện tử, hệ thống giải trí khác như là cái đôi USB, cái đôi Bluetooth, cái đôi Apple CarPlay, Android Auto, kỳ đầy đủ nha. Phía dưới đây thì sẽ là cái điều hòa tự động hai vùng độc lập của chúng ta. Đó, thao tác nhiệt độ rất dễ dàng. Bên này chúng ta có thể để 20 độ, bên này thì chúng ta để 25, 28 độ đều được hết nha. Đó. Hộp số tự động 6 cấp quen thuộc trên chiếc xe Fortuner và hai chế độ chạy là Eco Mode và Power Mode của chúng ta. Gương chiếu hậu trong xe cũng sẽ được trang bị gương chiếu hậu tự động chống chói luôn nha quý chị. Đó, tự động chống chói luôn nha. Rất là đầy đủ luôn. Đó, đó là về tổng quan về khoang nội thất phía trước của chiếc Fortuner phiên bản Legendre một cầu máy dầu của chúng ta. Còn về cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì sao? Đây cùng em Vân di chuyển là hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba nha. Đây. Đây sẽ là cái hàng ghế thứ hai của chúng ta. Hàng ghế thứ hai thì cũng được trang bị cửa gió ở tất cả các hàng ghế luôn nha, điều chỉnh tốc độ gió phía sau hoàn toàn độc lập. Ở phía dưới đây thì chúng ta sẽ được trang bị hai jack sạc Type-C 2.1A để chúng ta sạc điện thoại, và phía dưới là một cái jack cắm 100W nha. Đó, phía dưới quý vị thấy một cái jack cắm 100W. Đó, có bệ tì tay. Đó, rất là đầy đủ nha, tựa đầu và vị trí ngồi. Rất là rộng rãi thoải mái. Hàng ghế thứ ba thì cũng cực kỳ rộng luôn. Hàng ghế thứ ba quý vị quan sát trực tiếp trong video em Vân quay này. Rất là rộng nha quý vị nha, thoải mái. Đó, 1m7 chúng ta ngồi trên nó thoải mái nha. Còn về an toàn thì Fortuner cũng được trang bị khá là đầy đủ. Ngoài cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang ra thì chúng ta còn được trang bị tới 7 túi khí. Những hệ thống an toàn như là cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ thành ngang dốc đều sẽ được trang bị hết trên chiếc Fortuner phiên bản Legendre này. Đó, mang lại cái trải nghiệm an toàn và yên tâm hơn khi chúng ta sử dụng mẫu xe Legendre này. Đó, đây là hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày của chúng ta, nhạc LED nha, rất là đẹp quý anh chị nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và về phần cuối cùng, về mức giá của chiếc xe Fortuner phiên bản Legendre màu trắng ngọc trai một cầu số tự động đang đứng kế bên em Vinh đây. Chiếc xe Fortuner này của chúng ta sẽ có mức giá niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam công bố là 1.259.000.000 đồng. Những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh thì em Vinh sẽ tạm tính luôn về mức giá lăn bánh. Dự kiến chiếc này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1.410.000.000 nha quý anh chị nha, để thể sở hữu chiếc xe Fortuner phiên bản Legendre một cầu máy dầu lắp ráp tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Và xe của chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm 150.000 km tiếp tục trong năm 2023 do nhà máy Toyota Việt Nam cung cấp, và hỗ trợ thêm gói bảo hành cho khách hàng 2 năm 50.000 km nữa, giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng và sở hữu chiếc xe Toyota Fortuner này. Cùng với đó, hiện tại những mẫu xe Fortuner của bên em đang có sẵn giao liền gần như đủ màu luôn. Nếu những khách hàng nào mà đang quan tâm về cái mức giá, hiện tại cái mức giá mà em Vinh vừa báo chỉ là tạm tính giá lăn bánh, chưa bao gồm bất kỳ chương trình khuyến mãi nào hết. Và trong tháng 1 này, những cái chương trình khuyến mãi và quà tặng đặc biệt từ Toyota Tân Tạo đang có rất là nhiều những cái chương trình dành cho khách hàng mua xe trước Tết của năm 2023 hoặc là sau Tết của năm 2023, cái dịp đầu xuân năm mới của năm 2023 sẽ có những cái quà, phần quà rất là đặc biệt và thú vị và rất là giá trị gửi tới những khách hàng đặt hàng và mua xe tại Toyota Tân Tạo. Nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Fortuner phiên bản Legendre này thì đừng ngần ngại gì, nhấc ngay máy điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để biết chi tiết hơn về cái mức giá xe, chương trình khuyến mãi và những quà tặng đặc biệt tặng đến khách hàng trong cái dịp Tết Nguyên Đán của năm 2022-23 này nha. Và dành cho những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp thì hiện tại mức lãi suất dành cho những khách hàng mua xe qua chương trình trả góp từ ngân hàng tài chính Toyota, khách hàng chỉ phải chi trả với mức lãi suất là 0.88% một tháng. Hồ sơ thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhanh gọn, không ép khách hàng phải bảo hiểm nhân thọ như quý chị nha. Đó là những ưu điểm của ngân hàng tài chính Toyota, giúp khách hàng linh hoạt hơn cho quá trình mua xe và sử dụng xe vay vốn từ ngân hàng tài chính Toyota. Và cuối cùng, dành những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom lái thử, trải nghiệm và xem chi tiết hơn về mẫu xe Fortuner Legendre này thì có thể ghé tại địa chỉ số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Toyota Tân Tạo như quý vị nha, để xem chi tiết hơn và cùng với đó là đưa ra được những cái phương án mua xe sao cho phù hợp nhất. Trước khi lên, hãy gọi vào hotline để được gặp trực tiếp em Vinh, đi xem xe, lái thử và được em Vinh tư vấn chi tiết về mẫu xe mà quý vị sẽ lựa chọn nha. Cảm ơn quý anh chị đã luôn đồng hành và theo dõi những video từ kênh xe uy tín của em Vinh. Đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và muốn đăng ký kênh để xem được nhiều video và cập nhật những thông tin mới nhất từ nhà Toyota nha. Em xin cảm ơn.